Xin chào tất cả các bạn. Đây là cái bờ sông gần chỗ nhà mình. Các bạn thấy trước mặt đây là có cả hàng trăm con vịt trời, có thể là hàng nghìn con. Vì đây cái đám này là nó mới nở này, nó chưa biết bay, nó vẫn bơi dưới nước. Cái đây tầm một tuần thì thấy nó bé tí như kiểu mấy con ở phía đầu kia. Hôm nay thì nó khá lớn như thế này rồi, nó lớn khá là nhanh. Và ở đây thì cái trong lùm cây rậm rạp kia thì không biết là có trứng không, nhưng đợt này có vẻ là nó nở đã gần là hết rồi. Chiều trước có xe với anh Dũng Dương ở dưới kia, anh đi nhặt được rất là nhiều trứng. Tuy nhiên thì ở đấy là một cái vùng nó cái sông này nó cách xa cái đường đi. Và các bạn thấy trước mặt mình đây là đường lớn, ô tô đi rất là nhiều. Đây mình đứng thành cầu, ô tô đi rất là nhiều. Nếu mà xuống nhặt trứng ở đây, thấy tìm trứng ở đây thì người Nhật có thể thấy ngay, và xe cảnh sát sẽ đi qua đây rất là nhiều liên tục. Đó, thậm chí là kia là đường tàu Shinkansen, đường tàu phía bên kia luôn, thì cảnh sát đi qua đây rất là nhiều, nên là nếu mà mình chúng ta nhặt trứng thì họ sẽ tóm ngay. Còn người Nhật người thấy thì người ta sẽ báo cảnh sát ngay ấy. Còn chỗ anh Dũng Dương anh đi nhặt thì ở dưới đấy thì cái vùng nó xa cái dân cư thì có thể nhặt thoải mái, còn miễn để người Nhật người ta không thấy là được. Còn có ở trong công viên thì là bị cấm, còn ở ngoài không gian hoang dã thì các bạn có thể lấy, nhưng tuy nhiên thì tốt nhất là tránh người Nhật thấy, và tốt nhất là không lấy thì hay hơn, tránh những cái trường hợp nó không được hay lắm. Thì đây có rất là nhiều vịt trời năm ngoái. Năm nay thì tuyết chưa rơi, năm ngoái tuyết rơi đầy sông rồi, vịt trời nó bay, nó ăn gần cái bờ sông kia mà xe đi đến thì nó bay gần cái chỗ cái cầu bên kia. Đấy rất là nhiều ạ. Đây là còn ít, ở bên sông lớn ngoài kia có hàng nghìn, hàng chục nghìn con luôn, nó bơi đầy đen sông luôn, sông to ấy. Đây là cái nhánh sông ở sông đấy thì có rất là nhiều vịt trời. Đây có cả con bé con to, những con bé kia nó chưa bay được xa, nó bơi suốt, còn những con lớn thì nó leo lên những cái chỗ mà cây nó ngồi trên đấy, khi nào có động đậy là nó sẽ bay được luôn. Bên này này, đây là một phần bên kia nữa. Đấy, bên kia sông cũng có rất là nhiều, quay đây thì không thể thấy được, nhưng mà mình đứng đây thì có thể thấy được rất là nhiều con nó bơi dưới kia. Đây, nếu ở Việt Nam mình thì chắc là không biết là cái đám vịt trời này thì nó ở được mấy ngày. Vì trước mình xem ở Hồ Tây có vụ nhân viên môi trường ở Hồ Tây, có một ông thì chèo thuyền, một ông thì cầm cái sào đi đập cái đàn sâm cầm hay gọi là vịt trời, thì nó về Hồ Tây nó ăn được một đàn, họ đâm tầm chục con, hai chục con gì đấy. Thì các ông đi, một ông thì chèo thuyền, một mấy ông dọn rác ở dưới Hồ Tây, nhân viên môi trường của Hồ Tây, một ông thì chèo thuyền, một ông thì cầm cái que để đi đập nó, thì nó chết hết, nó sợ nó bay hết đi, còn gì nữa, ai dám ở cái đất Việt Nam như thế. Rồi đây nó bay như thế này, và năm ngoái mình đến còn rất bất ngờ, tuyết nó rơi trắng cái sông này, thì còn cái chỗ mà cái dòng giữa dòng ấy thì là tuyết nó không phủ kín được, nước nó chảy thường xuyên á, nên là chỉ có mấy cái dòng cây này, là bên mấy hàng cây này là tuyết trắng. Thì ở giữa dòng là vịt nó bơi rất là nhiều, đen sông. Năm nay thì tuyết có vẻ muộn hơn, ít hơn, nên là đến thời điểm này thì vẫn chưa thấy tuyết gì cả. Tuyết rơi được một hai hôm. Đây mình zoom lại cho các bạn coi. Đây, vịt nó bơi, nó bay rất là nhiều, nó bơi từ bên này sang bên kia, bay bên này bên kia, đó nó ăn nhiều lắm. Ở Việt Nam mình nghĩ là cái đám này thì chắc là cả cái làng này thì kéo nó đi đập vịt trời mất. Nhưng bên này thì họ hoàn toàn khác, những chim trời tự nhiên, cá tự nhiên thì hầu như họ cá ở sông thì họ vẫn câu, nhưng mà câu giải trí thì họ không ăn cá sông, ít có ăn nhưng rất là ít. Còn mấy đồ chim chóc và vịt ngan này thì họ tuyệt đối là họ không bắt, không ăn. Chỉ có mấy ông Việt Nam sang đây hoặc mấy ông Trung Quốc ở đây sang đây thì thỉnh thoảng vẫn thấy nhiều ông đăng lên là vẫn tóm được đôi con để ăn ấy. Đấy thì cũng rất là nguy hiểm. Rồi mình sẽ quay ngắn một đoạn đây cho các bạn xem đàn vịt trời ở đây nó đông như này, nó không có ai cầm bắt, không ai bắt. Đấy. Tôi xin chào các bạn, xin kết thúc video tại đây ạ.